Hello everyone, chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Năm Xuân. Lời đầu tiên, Xuân xin gửi lời kính chúc sức khỏe và bình an đến với toàn thể quý anh chị và các bạn. Quý vị ơi, đây là món chay, món mới của nhà Xuân hôm nay. Và để biết cách làm của Xuân như thế nào thì mời quý vị cùng vào bếp và thực hiện món này với Xuân luôn nha. Xin mời. Thành phần nguyên liệu hôm nay gồm có 3 miếng đậu hũ trắng. Và đây, bắp mẩy, cà rốt, đậu que. Mỗi loại Xuân sử dụng 10 gram, Xuân đã sắc nhỏ. Và đây, 3 cái nấm đông cô, Xuân đã ngâm rửa sạch và một ít nấm mèo. Phần nấm mèo này Xuân cũng ngâm rửa sạch sẽ rồi. Gia vị gồm có nửa muỗng hạt nêm chay, nửa muỗng tiêu và nửa muỗng đường. Tiếp đó thì Xuân cũng sử dụng một muỗng canh bột năng. Phần gia vị này thì Xuân để nêm vào nhân nha quý vị. Và Xuân cũng sử dụng 100g bột năng nữa nè. Khi làm phần nước sốt, Xuân sẽ chia sẻ nêm nếm. Xuân đã tranh thủ đặt nồi nước sôi. Bây giờ Xuân sẽ cho phần đậu hũ vào đây để mình luộc. Và kế đó Xuân cũng cho 3 cái nấm đông cô vào đây để luộc nha. Sau khoảng 5 đến 7 phút thì Xuân sẽ vớt phần nấm đông cô ra trước. Và kế đó Xuân cũng vớt luôn phần đậu hũ đã luộc sau khi luộc được 7 phút. Bây giờ Xuân sẽ xắt phần nấm mèo thành những cái hạt luộc nho nhỏ. Xắt luôn phần nấm đông cô thành hạt luộc. Đặt chảo lên bếp, chảo nóng thì Xuân cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu mè thơm để xào nhân. Tráng qua cái chảo thôi, không cần nhiều dầu nha quý vị. Xuân cho phần cà rốt. Đảo đều một xíu. Kế đó Xuân sẽ cho đậu que vào. Bắp mẩy cho vào luôn. Rồi tới nấm mèo và nấm đông cô, Xuân cho vào luôn nha. Xuân thấy khô quá, Xuân sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh nước. Tiếp tục Xuân sẽ nêm phần hạt nêm gia vị mà mình đã chuẩn bị lúc đầu. Rồi cho một muỗng bột năng vào đây luôn. Đảo liên tục cho phần bột năng nó được hòa quyện vào với các nguyên liệu trong chảo. Như vậy là được. Bây giờ Xuân sẽ múc phần nhân này và vo tròn khoảng 8 viên. Cỡ lớn nhỏ thì tùy vào mỗi chúng ta thôi nha. Xuân sẽ làm 8 viên này cỡ như là trái chanh nhỏ. Và đây, 8 viên Xuân mới vừa làm xong. Bây giờ Xuân sẽ cho vào cái dĩa bột năng. Và mình làm như thế này, quý vị cùng nhìn nè. Xuân sẽ áo một lớp bột năng nha. Lần lượt áo hết cho những phần còn lại. Tới phần đậu hũ, Xuân sẽ lấy phần đậu hũ mà mình đã luộc để ráo nãy giờ, cho vào cái túi vải. Bây giờ Xuân sẽ vắt cho thật khô ráo nha. Vắt khô rồi Xuân sẽ đổ đậu hũ ra một cái tô lớn. Kế tiếp Xuân cho vào đây một muỗng canh bột năng. Trộn đều, sau đó rửa tay thật sạch và nhồi thật kỹ để cho phần đậu hũ nó được dẻo dai ngon hơn nha. Sau khi nhồi thật kỹ rồi, phần đậu hũ Xuân sẽ chia thành 8 viên cũng lớn hơn trái chanh một chút nha. Và đây, 8 phần đậu hũ Xuân đã chia xong rồi, cùng làm với Xuân tiếp tục nha. Quý vị cùng theo dõi Xuân làm nha. Khi làm mỏng phần đậu hũ như thế này, Xuân sẽ cho viên nhân vào đây luôn hen. Và mình sẽ gói lại bằng phần đậu hũ. Xuân sẽ vo cho thật kỹ
để cho phần đậu hũ nó được kết dính với phần nhân luôn nha. Rồi lần lượt Xuân sẽ làm cho hết những phần còn lại. Mọi người cùng theo dõi Xuân làm nha. Và đây, 8 viên đậu hũ có nhân đây nè. Bây giờ để chảo lên bếp, sau đó cho vào một lượng dầu ăn kha khá một chút nha. Bây giờ Xuân sẽ lấy từng viên đậu hũ lăn qua phần bột năng rồi cho vào chảo chiên luôn. Quý vị có thấy điều gì lạ ở đây không? Thường thì chúng ta áo một lớp bột chiên giòn hay bột chiên xù. Thử theo cách này coi ra sao nha mọi người. Đây là cách mà Xuân muốn chia sẻ với mọi người. Áo lớp bột năng trở đều các mặt, cho viên đậu hũ nó được vàng đều nha mọi người ơi. Và phần đậu hũ mà mình lăn qua lớp bột năng thì nó chỉ vàng hơi hơi như thế này thôi, nhưng mà đã chín rồi nha. Như vậy là được rồi, Xuân sẽ gấp ra thôi. Nhìn khá là hấp dẫn ha mọi người. Đặt một cái chảo lên bếp, cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Sau đó Xuân cho một ít ngò rí đã sắc nhỏ. Đảo tới đảo lui cho thơm một xíu. Rồi Xuân cho vào một muỗng hạt nêm chai, 2 muỗng đường, một muỗng ớt bột Hàn Quốc, 2 muỗng nước tương, hai muỗng tương ớt, một muỗng dầu hào chai, rồi Xuân cho nửa chén nước, khuấy cho tan đều, nấu phần sốt cho sánh kẹo. Thời điểm này chúng ta để lửa vừa nhỏ thôi nha. Nước sốt sền sệt kẹo kẹo như thế này là được. Xuân sẽ cho những viên đậu hũ vào đây luôn. Đảo đều để cho phần nước sốt nó được thấm đều vào với những viên đậu hũ. Khi chúng ta thấy phần nước sốt không còn trên chảo nữa, như vậy là được nha. Được rồi, gấp ra dĩa thôi. Đây là cách thứ nhất, làm như vậy. Còn với cách thứ hai, mọi người cùng theo dõi Xuân làm nha. Phần đậu hũ đã chiên giòn, chín hết rồi. Do vậy nên khi làm nước sốt xong, chúng ta có thể rưới lên như thế này cũng rất tuyệt vời nha. Bây giờ Xuân sẽ cắt thử một viên cho mọi người coi cái nhân ở bên trong nha. Wow, khá là hấp dẫn đó mọi người. Quý vị ơi, cảm nhận của Xuân về món này nha. Cái phần da đậu hũ bên ngoài á, nó giòn giòn nhẹ nhẹ. Nó được hòa quyện với phần nước sốt. Gia vị nêm nếm vừa ăn. Đặc biệt cái phần nhân á, nó có một chất dẻo dai của phần bột năng nên nó được kết dính rất là tuyệt vời luôn. Hãy vào bếp và làm món này, làm theo cách của Xuân đi, quý vị sẽ không thất vọng đâu. Món này ăn với cơm là khỏi phải chê nha. Hoặc ăn với bún cũng rất tuyệt vời. Món ăn ngon nhưng phải đẹp mới bắt mắt nha mọi người. Và như vậy là món chay ngon đẹp dễ làm của nhà Xuân đến đây đã hoàn thành rồi. Cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của Năm Xuân. Quý vị ơi, quý vị thấy video này hữu ích xin hãy like, share cho nhiều người cùng biết. Và với ai mới đến với Xuân lần đầu hoặc chưa đăng ký kênh của Xuân, xin hãy thương và ủng hộ Xuân bằng cách bấm đăng ký, bấm vào cái chuông ở bên cạnh nhé. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn. Kính chúc mọi người luôn an lành và hạnh phúc.
Bây giờ Xuân xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!